Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu phần hai trên sáu của bài hai mươi một. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Tiếp theo chúng ta có từ thứ chín đọc là mã phan. Cũng có một số vùng đọc là mã phản nhưng mà chúng ta cứ đọc là mã phan là vừa vừa phải. À, ông Áo Việt là chữ ma thì không còn thấy dùng, còn phản là phiền, à, phan đó là phiền thì vẫn còn dùng trong tiếng Việt của mình với hai nghĩa nghĩa thứ nhất là phiền phức nó là một tính từ và nghĩa thứ hai là làm phiền nó là động từ xin mời mọi người chúng ta cùng xem các cái ví dụ khảo sát bên dưới ví dụ nhé miễn thiên của suy xẻo lì băng cơ miễn thiên của sàn suy xẻo lì ban cơ ngày mai tôi định đi nhờ bạn lý băng cơ mạng là giúp dùm một chút hay là giúp dùm một việc chư chỉ nâng cho tờ sư là những cái việc mà mình có thể làm nì bùa giao là bạn đừng bùa giao có nghĩa là đừng suy mã bẻ đi làm phiền người khác chư chỉ nâng cho tờ sư nì bùa giao suy mã fan bẻ như vậy là ngày mai tôi định đi nhờ bạn lý giúp giùm một chút việc hoặc là giúp giùm một chút à, những việc mà mình có thể làm buổi giao suy mã fan bẻ rễn đừng có đi làm phiền người khác như vậy làm phiền đây là động từ chúng ta có một đoạn nữa chỗ thiên tài sư mấy gian là chỗ thiên tài sư mấy gian là cái việc của ngày hôm qua đó thế nào rồi trên mã phan thật là phiền phức phiền phức ở đây là tính từ trên mã phan thật là phiền phức to sen trai hải mỹ trẻ trẻ họ to sen trai hải mỹ trẻ trẻ họ đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong hải mỹ là vẫn chưa trẻ trẻ là giải quyết trẻ trẻ họ là giải quyết xong nì bộ giao cao su quản chiến lì à <Nhạc> Nì bố giao cao su quảng chiến lì Bạn đừng Bố giao là đừng Cao su là cho biết Bạn đừng có cho giám đốc vương biết nhé Quả tao là tôi biết rồi Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào <Nhạc> Miễn thiên của sàn truy sinh xéo lì Băng cơ mạng Chữ gì nâng cho tờ sư Nì bố giao truy mã phan bẻ Chỗ thiên tờ Chẳng mấy anh là trên mã vàng to xen dài hay mê chế chế họ nì bù yêu cao su quản chinh lì à wotri to là kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 10 đó là ta sử quản ta sử quản sử với quản là 2 thanh 3... thì chúng ta sẽ đọc là ta sử quản đại sứ quán cơ quan đại diện cao nhất của một quốc gia này ở quốc gia khác đó đại sứ quán và nó cũng có nghĩa là Đại sứ quán thôi, âm hướng Việt cũng vậy. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Chuyện vân, nín cháy nả cung cho. Chuyện vân, nín cháy nả cung cho. Xin hỏi, anh làm việc ở đâu? Nín cháy nả cung cho. Ở tại Mỹ, ta sứ quán cung cho. Ở tại Mỹ, ta sứ quán cung cho. Tôi làm việc ở Đại sứ quán Mỹ. Ở tại Mỹ, ta sứ quán cung cho. Nín chai nà cung chua tô chiều là Nín chai nà cung chua tô chiều là Chai nà cung chua tức là làm việc ở đó Anh làm việc ở đó tô chiều là Là bao lâu rồi Nín chai nà cung chua tô chiều là Wo chai nà cung chua ba nền là Wo chai nà cung chua ba nền là Tôi làm việc ở đó là 8 năm rồi Nín chua sấm mơ cung chua Nín chua sầm cung chua À, Tức anh làm cái công việc gì à, Làm công việc gì ở đó đó Nín nín cho sầm mơ cũng do Ủa tăng phan nhi của tăng phan nhi Tăng là làm một chức vụ nghề nghiệp vai vế của tăng phan nhi Tôi làm viên dịch Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào chuyển quên nín chai cung cho Ủa của ta sứ quản cung Nín dây nà cung dùa tố chiều lạ. Ủa dây nà cung dùa ba nén lạ. Nín dùa sầm mơ cung dùa. Ủa tăng phán yì. Kế tiếp chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từ thứ 11. Đọc là chi sơ. Chi sơ là chi Ông bán việc là khí và xa Chữ khí thì vẫn còn dùng Xa cũng còn dùng Khí xa có nghĩa là xe hơi thôi Dùng hơi nước, động cơ hơi nước Cho nên là phía trước nó có ba chấm thủy Từ chi đó Chi là nước ngọt Với cái nghĩa là xe hơi Chúng ta xem ví dụ bên dưới Xeo liễn Nì huy khai sơ mà Xeo liễn huy khai sơ mà Bạn Lâm mà bạn biết lái xe không Nì huy khai sơ mà Tăng rãnh huy Nì á tan rảnh huê nì nó tan rảnh là -like. đương nhiên Tăng rảnh huê đương nhiên là biết rồi nì nó còn bạn thì sao nì nó hòa bố huê hòa bố huê tôi không biết hòa cha mỹ dầu chi chớ hòa cha mỹ dầu chi chớ nhà tôi không có xe hơi gia đình tôi không có xe hơi rú của nỉ sàn sẻ hòa khởi gì cháu nỉ

họ vâng sủng trơ cơ trâu mua từ cuối tuần này sủng là từ trơ cơ trâu mua cuối tuần này của chưa khai sự treo nỉ của chiều khai sự treo nỉ tôi sẽ bắt đầu dạy cho bạn xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xeo liễn huê khai sơ má tăng rãnh huê nỉ bố huê của giá mấy ổ

À, với nghĩa là thư ký và ông hán việt là bí thư cũng còn dùng à, trong cái khối đảng rồi bí thư đảng bộ rồi đó thì vẫn còn dùng cái âm hán việt này với cái nghĩa mi su là thư ký chúng ta xem ví dụ bên dưới xin quên xưa khoai chi ma xin quên xin hỏi xưa khoai chi ma anh là kế toán phải không hoặc là chị là kế toán phải không khoai chi là kế toán 我不是会计，我是秘书。不了空，không, 我不是会计，都快回了给端。我是秘书，都了推给。你在太平洋贸易公司工作多久了？你在太平洋贸易公司工作多久了？太平洋贸易公司了公司，thương mại Thái Bình t h á n t i 贸易公司 là t h ư Anh làm việc ở công ty thương mại tôi chiều là, là, bao lâu rồi? Ở China, na cung chùa san nén là tôi làm việc ở đó được 3 năm rồi. Cung chùa mảng bố mảng à? Cung chùa mảng bố mảng à? Công việc có bận không? Công việc có bận rộn không? Bố thai mảng. Bố thai mảng là không bận lắm. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Chỉnh wen nín sư khoai chi mà? Bố 我不是会计，我是秘书。你在太平洋贸易公司工作多久了？我在那儿工作三年了。我在那儿工作三年多了，hơn ba năm rồi。工作忙不忙啊？不太忙。 Tiếp theo chúng ta có từ thứ 12, từ thứ 12 đọc là lẻ y a ya thì đọc là lẻ lẻ âm hóa Việt là lạng hay là lưỡng cũng được, có nghĩa là hai mà là hai người chúng ta sẽ hiểu như vậy. Hai. Wo men lẹ có nghĩa là wo men lẻng cơ rện. Tha men lẹ có nghĩa là tha men lẻng cơ rện. Lẹ là hai mà là hai người ta hiểu vậy. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xiao gao zhe me zao, ni men lẻ chui nào ya? Xèo cao trên mơ lẻ Bạn cao à, trên là sớm như vậy Trên mơ là sớm như vậy lẻ là hai bạn suy nở Suy nở đi đâu vậy Hai bạn đi đâu vậy Wò lẻ là hai chúng tôi Chú su tiên su su đi nhà sách là mua sách 和文具 và văn cụ quẩn chi là văn cụ có nghĩa là dụng cụ văn phòng âm ở việc là quẩn chi quẩn chi nì mới giao mài sớm mà xu nì mới giao mài sớm mà xu các bạn muốn mua sách gì giao mài sớm mà xu và giao mài y xe trung quẩn xu và giao mài y xe trung quẩn xu tôi muốn mua một ít hoặc là một số sách à, tiếng hoa trung quẩn xu Ủa do mài y xe, y xe là một số hoặc là những Ở đây thì ta dịch là một số hoặc là một ít cũng được Tôi muốn mua Ủa giá mài, y xe trung văn số một số sách tiếng hoa Su tiền chỉ tiền khai mệnh Su tiền chỉ tiền khai mệnh tức là nhà sách mấy giờ mở cửa Ba tiền ban Ba tiền ban, tám giờ rưỡi à, Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào 小高，这么早，你们俩去哪儿呀？我们俩去书店买书和文具。你们要买什么书？我要买一些中文书。书店几点开门？八点半。 Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 14 Là toàn chi Toàn chi là đoạn kỳ Chữ chi là chữ kỳ Có nghĩa là kỳ hạn ngắn à, Thì mình dịch là ngắn hạn Thì nó sẽ có là chản chi à, Là dài hạn Rồi trung chi Là trung hạn Rồi toàn chi là ngắn hạn Chi này nằm trong sinh chi đó à, Toàn chi Chúng ta xem ví dụ bên dưới Quá tà xoan Tôi dự định Gia chi lì tức là trong kỳ nghỉ Chiu đi Nhật Bản, Toàn chi lì xuyến Wo tà xoan là tôi dự định nè Gia chi lì là trong kỳ nghỉ Chiu chi rư bần sẽ đi Nhật Bản Chi rư bần Toàn chi lì xuyến Tức là du lịch ngắn hạn thôi Wo tà xoan Gia chi lì Chiu chi rư bần Toàn chi lì xuyến Nì yi gơ rỉnh chi ma Nì yi gơ rỉnh chi ma Nì yi gơ rỉnh chi ma

À, lưu lại mấy hôm từ tay là ở trong thời gian ngắn tay chỉ thiên là ở mấy hôm. Như vậy là các bạn ở lại nhật mấy hôm niệm bên Ta. liền -si. ta cơ -si. khoảng 2 tuần. Lè cơ -si. -si có nghĩa là thứ và cũng có nghĩa là tuần khoảng 2 tuần. tai -si. Như vậy mở rộng ta có chi là dài hạn và trung si là trung hạn.

Tiếp theo chúng ta có từ thứ 15, từ thứ 15 đọc là ta duê. À, ta duê là ông Hán Việt là đại ước. Nếu tách ra thì vẫn còn dùng đại là lớn thì còn dùng nhiều và ước ước lượng, ước chừng từ ước này cũng còn dùng nhiều. Với ta duê này thì có nghĩa là chừng hoặc là khoảng chừng. Có khi mình nói duê thôi cũng được, không có ta cũng được. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Trơ sơ, trơ sơ sai trơ sơ chu sai chu sai là đi công tác như vậy là chuyến công tác này hoặc là lần đi công tác này nì mến tà xoan chi tua chiều nì mến tà chiều các anh dự định là đi bao lâu chi tua chiều là đi bao lâu sử gian bù chẳng sử gian bù chẳng thời gian không có dài ta yue sư liền cơ sinh sĩ ta yue là khoảng chừng liền cơ sinh sĩ là hai hai tuần Đại Việt là ta là hôm nào thì đi, là hôm nào hoặc là bữa nào bữa nào đi. Trưa ngày mười lăm tháng này, trưa cái là tháng này, mười là ngày mười lăm, ta dịch là ngày mười lăm tháng này 什么时候回来? ữa hô hỷ lại còn không thể hủy lại cũng được khi nào thì trở về hủy lái là về đây hoặc là trở về sẽ hôỷ là xanh sữa ho Hoàng sang 3 tiền xanh sữa ho Ho sang ba tiền 8 giờ tối ngày 30 à, trong thời gian chúng ta phải nói từ đơn vị dài đến ngắn dần như vậy là xanh sữa ho là ngày 30 Hoàng sang là buổi tối rồi ba tiền là 8 giờ như vậy ta dịch là 8 giờ tối ngày 30

什么时候回来?三十号,晚上八点, Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 16 Từ thứ 16 là suy do, Suy với việc là nhu, nhu yếu phẩm hoặc là nhu cầu đều dùng từ này à, là chữ yếu, à, chủ yếu, thứ yếu cũng còn dùng à, Nhu yếu cũng còn dùng nhưng không nhiều À, với cái nghĩa là cần hoặc là cần phải suy giao cũng giống như dao nhưng mà cái nghĩa nó mạnh hơn cả dao nữa chúng ta xem ví dụ bên dưới quản chiến lỵ quản chiến lị à, giám đốc vương miễn thiên niệm su sai là tôi mà miễn thiên niệm su sai là tôi mà ngày mai anh đi công tác rồi phải không à, ngày mai anh đi công tác rồi phải không tuy à, à đúng vậy 我还有一些事情需要你帮忙 ừ

Chỗ thiên phá sân tờ sơ Cái việc xảy ra ngày hôm qua Nì băng hò chi chè chè bà Nì băng hò chi chè chè bà Anh giúp tôi đi giải quyết đi Tức là anh đi giải quyết giúp tôi nhé Chỗ thiên phá sân tờ sơ Nì băng hò chi chè chè bà Hảo Hò trí tao yên cái chẳng mơ dô là Hảo là vâng Hò trí tao là tôi biết Yên cái là nên chẳng mơ dô là làm sao Như vậy là tôi biết Nên làm sao rồi 好，我知道应该怎么做了谢谢你，谢谢你，嗯、感恩您。先 mời 用到 i n g 王经理，明天你出差了，对吗？王经理，明天您出差了，对吗？对呀、啊，我还有一些事情需要你帮忙。什么事，请您说吧。 Và cái tiếp ta có từ thứ 17 đọc là pan pan ông nói việc là chữ biện biện cũng có nghĩa là làm nhưng mà nó chỉ dùng trong một số trường hợp thôi nó không có phổ biến như từ cho hay là như từ can pan là chữ biện pan phà là biện pháp thì vẫn còn dùng à, vẫn còn dùng âm hán việt này còn dùng chúng ta xem ví dụ bên dưới xin quên lý mi su chi là xin quên là xin hỏi lý mi là thư ký lý tức là cái chị thư ký cái cô thư ký đó họ lý chi là à, đi đâu rồi tha chu là

<laughs> khả năng sang ngủ hồi bữa lại khả năng sang ngủ hồi bữa lại hồi bữa lại đây là bổ ngữ chỉ khả năng tức là không thể về kịp hoặc là không thể về được hồi bữa lại chúng ta sẽ hiểu nó là bù nẫn bù nẫn hồi lại <laughs> khả năng sang ngủ hồi bữa lại có thể là buổi sáng là không có về được bổ ngữ chỉ khả năng nỉ dầu sơ chính kể tha tả cái <laughs> tiếng hoa bà nếu sư anh có việc Xin kể thá tả cái tiên hoa bà Xin vui lòng gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại đi Kể thá tả cái điện hoa bà Họ Nếu dù thá tiên hoa hao mà Tiên hoa hao mà là số điện thoại Nếu thá tiên hoa hao mà Anh có số điện thoại của cô ấy không? À, là có Lính chiều lính chi 0907 Chiều chi chi

xin kể thá tả cơ tiếng hoa bà. Hảo, ní dồ thá tiếng hoa hào mà mà. Dồ, lính chiều lính chi, chiều chi chi, chiều lưu lĩnh. Đó là cách đọc của số điện thoại các bạn. Các bạn cứ đọc chia thành từng cụm ra như vậy. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 2/6 của bài 21. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. À, xin chào và hẹn gặp lại.